vậy? Em có hai bọc à, chị kia nãy lấy một bọc rồi. Tiếp tục chạy. Trời ơi, đọc ý này làm gì ăn? Cái luộc cái xào. Cái luộc cái xào. Dạ vậy là ngon quá rồi. Trời ơi, tình người miền Tây á cô bác anh chị. Trời ơi. Trời mà đúng là nữ công gia chánh luôn, đàn ông gì đâu mà giỏi quá trời. Cái gì? Rau luộc. Đọc bí. Đọc bí. Rau muống xào tỏi. Ừ, nước mắm tỏi. Trời ơi, bữa cơm ngon lành không tốn đồng luôn mọi người. Cô bác anh chị. Đường vậy đồng quê mà chứ. Dạ buổi hồ xin chào cô bác anh chị. Hiện nay thì cũng buổi trưa rồi. Trong lúc bà nội đi hái rau muống á, thì ông nội của bé Kim Chi cũng ở nhà để mà chiên cá đãi các anh em nè. Đây là một bữa cơm nghĩa tình chứ không phải là muốn ghé ăn ha. Chào chú. Ô trời ơi, khéo tay dữ vậy. Chiên sao khéo tay dữ vậy? Sao chiên có 4 con vậy? Chưa, bị cái chảo nhỏ quá. Chảo nhỏ quá ha. Chiên thêm đợt nữa. Dạ chiên thêm đợt nữa. Trời ơi, chiên con cá nó vàng ươm luôn. Bộ công việc nội trợ ở nhà là chú làm hết hả? Có bả làm không chứ. Mà sao chiên con cá nó ngon như vậy? Bả hướng dẫn. Hướng dẫn hả? Vậy là cứ tối ngày lo đi làm thôi, rồi về nhà nấu cơm cho vợ ăn. Đây là cái không gian bếp nè cô bác anh chị. Cái nhà bếp nè cũng dột hết nè. Đâu ra muốn đâu. Đọc bí luôn. Trời ơi, đọc bí này làm gì ăn? Cái luộc cái xào. Cái luộc cái xào. Dạ vậy là ngon quá rồi. Trời ơi, tình người miền Tây á cô bác anh chị. Ông nội thì chồng thì ở nhà chiên cá, vợ thì đi hái rau. Vui ghê á. Cái bàn này nó lâu chưa chú? Lâu rồi. Vậy hả? Này của ông Nhạc cái nhà ông bỏ. Ông cho hả? Thường nấu cơm củi hay sao ạ? Mà con thấy củi đầy nhà hết vậy? Dạ củi nhiều. Nấu cơm củi bếp ga là mới mua đây. Dạ. Vì sao bây giờ mới mua bếp ga? Để thời gian nhìn dụm đó, vô đói quá nấu mì ăn nó mau, cứ nhúm lửa thì lâu. Còn lúc nào mình ở trong nhà thì nấu cơm bằng củi. Để tiết kiệm. Dạ. Bếp ga này có mua trả góp không? Thì nội trợ thì ba cái đầu này bả mua không à, tôi không cần nữa. Dạ hả. Ừ. Chú có uống rượu gì không? Cũng có uống là gai mà ở xuống lắm. Dạ. Khi nào giáp năm thì ông nhà vợ ở trên thành phố về rồi ông cũ hai nhà con nhâm nhi kia là uống như vậy, còn là ông đi về trễ là nhịn luôn cái tết rồi à. Không dạ. Có nhậu ra chứ không có nhậu tại không có tiền để mà nhậu nhẹt đâu nữa đúng không? Dạ. Thấy thương không? Trời ơi, trời mà đúng là nữ công gia chánh luôn, đàn ông gì đâu mà giỏi quá trời. Còn ba con nữa. Chiên hết mẻ này tới mẻ khác ha. Dạ. Ra ngoài kia coi lật rau bây giờ chú bỏ lên chiên đi. Không gian bếp được có mấy cái chảo à cô hóa của anh chị? Sao có mấy cái chảo vậy? Không có tiền mua. Không có tiền mua. Có mấy cái vậy thôi. Dạ. Cái máy nè. Nhìn ở đây nó như thế này luôn, là thấy ông mặt trời luôn. Cái này mà mưa cái nó tạt cái nghỉ nấu luôn. Có một con hai con ngón tay gì đó hôm qua chạy con bự bự đó rồi. Cái này là đột bầu hay đột bí? Cái này đột bí. Đột bí hả? Tưởng đâu đột bầu là gâu gâu tôm nấu với đột dạ. Bầu bây giờ mình kiếm rau tôm cũng không có. Chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon đúng anh đâu. Nói chứ cái một cái gia đình mà nó ấm im rồi ăn cái gì nó cũng ngon chứ mấy chú ơi. Dạ yeah. Cô chú có bao giờ cười lộn không? Không đâu. Không đâu, không cười lộn. Tôi quánh ổng không? Tôi quánh ổng không à? Trời ơi, hàng chi là cô kêu chú là vô chiên cá đi anh, là ổng chiên gập ổng chiên con cá sợ bị khét cũng đứng đó ổng canh hoài luôn á trời. Mấy cái đó là chiên cá là tôi chỉ đàng hoàng rồi mà chiên không nên thân nữa bị quánh á. Trời ơi,
Nói gì chứ, thương thấy nhau lắm. Mấy cái nào ông làm được á mới kêu. Dạ. Còn mấy cái này ông ra ông ngồi chắc cả tới chiều ông mới vô tới đây. Nhìn thấy cái cảnh thanh bình ha anh Đồng ha. Ừ. Mà bây giờ vừa lật đột bầu vừa ca được không? Bây giờ hết mệt rồi nè. Hồi đó còn trẻ cũng xôn xao lắm mà giờ già rồi cái làm như là nó bài ca nó cũng quên hết rồi, cái mệt nó mệt mỗi ca một hai câu cái nó mệt muốn chết. Nghe hả? Làm thử một câu đi, đừng làm một hai câu, làm một câu một thôi. Ổng kìa, kêu ổng ra, ổng ra đi. Kêu ổng hả? Cô hái mau ghê ha anh Một Đồng. Mau. Cái lời ca của ổng hồi xưa mà người ta bắt cóc ổng hết 3 năm đó. Ghê vậy? Đi theo người chị bạn đờn ca riết mà vậy đó, hồi đó cũng như còn non tính á. Dạ. Còn nhỏ thì con mới 7-8 tuổi à. Dạ. Cha của nó mới, cha của Kim Chi mới 7 tuổi à. Dạ. Rồi nghe người ta dụ, ổng thiền vậy đó. Dạ. Cha cũng hay nghe người ta dụ đi cắt lúa. Với tôi còn đôi bông á, mẹ ơi, chơi bà chồng cho đó. Tôi lộ tôi bán cho, đặng bỏ tiền theo đường. Tới về đưa tôi có 400 ngàn. Là ca hay quá, người ta bắt cóc ổng luôn. Là ca hay quá, rồi người ta bắt luôn, đi luôn. Đồ bầu này xào ăn là hết sảy ha anh Đồng? Cái này bí. Bí chứ? À, bây giờ xào chân luôn hay là luộc? Xào tỏi, đúng không? Bữa cơm không tốn một đồng luôn á. Mà rất ngon luôn, hồi với chú ăn rồi. Dạ. Mà rất ngon luôn, hồi với chú dùng thử rồi. Dạ. Hôm nay thì lo bữa cơm cho mấy anh em con cảm thấy cực không cô? Đâu có đâu, ở nhà cũng vậy. Rồi, hồi sớm thì thấy cô đi hái rau, còn chú thì chiên cá kìa, đùng đùng luôn. Cái này cực, đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu cực đâu mấy chú ơi, mấy chú còn cực hơn vợ chồng tôi nữa. Từ Đồng Tháp mà lặn lội xuống tới như này, nước nó trôi xuống nó đầy luôn đó cậu. Đồng mà... bí đó, hàng ngày mình có hái bán không cô? Này mới trồng mới ra được bao nhiêu à? Dạ. Đó hái nó ra nhiều nhiều dài dài nữa. Ôi, cái này mới ra tiện. Có nhiêu mà bứt đọt hết luôn rồi, đã cho mấy anh em con luôn rồi. À, cắt cái này cũng có lợi chứ không phải là hại gì cả. Hả? Cho nó ra kèo nữa. Ờ. Ổng dậy ăn mình ăn buồn nè, đợi mấy chú xuống ăn luôn cho vui. Đừng đâu đãi cho mấy anh em con ăn tiền gốc luôn chứ. Đâu có dễ gì tiền. Cái loại này là mình cắt rồi nó ra chèo còn dữ nữa. Chưa có ở không tống thân nữa nè. Tại đất này mới lần đầu tiên mình trồng cái nó tốt gì. Rồi mình trồng mình lấy đọt có lấy trái được gì luôn không cô? Chắc không để trái quá chú. Không để trái ha. Chỉ lấy đọt thôi. Đọt với bông mình bán. Yeah. Rau muống đó mình tính làm gì luộc hả cô? Giờ mấy chú thích ăn gì là tôi làm mấy được hết trơn, tôi làm đồ ăn ngon lắm ạ. À. Dạ hả? Một mớ luộc mớ ăn sống đi. Thấy được không anh Một Đồng? Được. Tại quá nhiều rồi. Lặt cái tay quá hay đúng là... Thật ra thì nếu mà luộc á thì cái cá hồi nãy là chiên đúng không? Đúng rồi. Chiên thì cái đó mình phải xào. Chiên xào là bông bí nè. Tôi lấy củ gừng ngoài cửa kìa, ngoài cái thùng đó có cái củ gừng đó. Mình vô mình làm nước mắm gừng. Dạ, ồ, bà cháy ha. À, rồi cái này thì mình chấm tiếp tục với nó luôn. Theo con nghĩ gì rau muống sao mỡ đọt bí này là mình luộc chấm nước tương. Có lý đồng ý ha. Xào ngon hơn. Cũng ngon luôn. Xào ha. Dạ, xào nó sẽ mềm hơn. Cái đó còn mình luộc. Xào chung cho nó tiện hơn. Hồi tôi còn trẻ, tôi còn con gái thì chưa gặp ổng. Tôi cũng dân nổi tiếng lắm chứ đâu phải bình thường tại Duyên Nợ. Ổng thì lành rồi, ổng thờ lắm, không biết. Vậy là ngày xưa là cô dụ chú mà. Rồi tôi đi chia. Về đây là vợ chồng tôi là nói là đúng ra là ổng chỉ sai gì đâu, đánh đó. Linh đánh thề thôi. Nên chú hiền thật luôn á. Công chuyện làm ăn thì tôi tính cho có. Ai biết cô kêu chú hát kìa. Trời ơi, tại bả vui miệng quá nói vậy đó. Nhưng mà có nghề mà giấu. Không thiệt chứ. À, hả? Ngày hôm qua chú định hát tặng cho mấy con mà. Đâu có, ngày hôm qua tôi nói gầu thôi. Trời, không biết bài ca đâu mà hát. Không biết hát cho mấy chú nghe chứ cô đâu để dành làm gì. Dạ, vậy hả? Chiên cá nãy giờ có rung chân không? Không đỡ đâu là nghe cô đi vô rung chân chứ.
Chiên cá ngon lắm anh Một Đồng. Trời ơi, chiên cá hết sảy luôn rồi. Đây chính được 4 con ha. Còn 2 con, 3 con. Ồ à. Ngon quá. Ngon không? Ngon. Chiên con cá là giòn khú luôn nha, ít dầu nha. Chiên là không tốn dầu nhiều luôn á. Phụ tiếp cô hả chú? Dạ. Yeah. Giết con cơm cho mấy chú ăn, mấy chú đói rồi. Cứ tự nhiên đi, đâu có gì đâu mà phải gấp. Làm phiền không? Không. Mà lặn mà lội xuống đây đây mà hỏi cái chị con đó cười như lắm đó nha. Mà lặn lội xuống đây tìm kiếm gia đình chị cái giáp rồi đó, không có ai tới đó. Trời ơi là trời, này là gì? Rau luộc. Đọc bí. Dạ muốn xào tỏi. Nước mắm tỏi, trời ơi, bữa cơm ngon lành, không tốn đồng luôn mọi người. Các bác anh chị. Đường cháo chợ đúng không? Ừ. Cái cuộc sống của các anh em thì cũng quen gà đây may đó rồi, nhưng mà ăn cơm ở ngoài đường không ngon bằng cơm ở nhà. Ở đây là có nước mắm gừng nè ha. Ớt nè, ớt nè, ớt ớt hiểm, ớt tự nhiên luôn nha. Đây đây trái ớt tự nhiên luôn nè, thấy không? Hấp dẫn không? Trời ơi. Okay. Nhìn đã quá. Này cơm nhà giàu chứ cơm nhà nghèo gì? Không có gì bằng thứ này. Dạ. Ngon quá, chiên khéo quá. Không có tốn tiền bạc nào cho giàu vậy chú. Dạ. Không có tốn tiền mà giàu vậy. Cơm này đâu có tốn tiền đâu mà đợi nhà giàu mới có ăn. Nhà giàu không có. Cơm không đồng luôn, không có tốn tiền gì hết. Công nhận con cá mày Vinh mà chiên gì đâu mà khéo ghê luôn á. Trời, một thao cơm bên kia nữa kìa. Có một thao cơm đằng sau đó kìa. Cơm này hơi nhạo. À, nấu thêm cải nó. Nó hơi nhạo. Dạ. Rồi cá này chiên như vậy thì bé kim chi ăn được không cô? À, nó ăn được cái bụng với cái trứng không à. À, còn kho thì mềm thì dễ ăn ha. Kho nó không chịu, chiên vậy đó rồi lấy cái bụng. Vô anh Vũ ơi. Là ăn chiên gì? Thích chiên, ăn cơm gì không anh? Chiên là cái này. Cái này là ngon lắm rồi ạ. Cái bụng dễ thì cái bụng gì nè, rồi trứng. Mời cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân dùng cơm ha. À, dùng cơm nhà giàu. Bữa cơm gia đình. Dạ ba, vô ăn cơm. Vô đi. Vô đây nè bà ơi, ăn cơm nè. Cơm hộp cơm trắng phao luôn em. Rồi đi. Rồi đi anh. Bữa nay á gia đình ăn quá. Bữa nay gia đình vui quá, nấu bữa cơm thịnh soạn. Bữa cơm này là bữa cơm không tốn đồng bạc nào hết. Trời ơi. Không. Trời ơi, nhìn muốn chảy nước miếng luôn anh Vũ. Mọi ướt cái màn hình hết vậy. Ai. Cơm á thì mình gạo á thì của bên gạo tâm cho. Dạ. Mình sang trắng nhà này thì còn là nhà của nhà. Đừng bỏ ngoài đường xe nó chạy. Đâu bỏ ngoài này đâu. Bỏ trong xăng á, trong xăng. Tối tụi con ăn người 5 chén thôi à, con nấu ít ít thôi. 3 4 người 20 chén. Dạ. Bị chọc tôi, nó còn em bé nữa, nó một răng chưa đều cho nó ăn cơm hay nhão nhão rồi đi. Xích vô chút. Trời ơi. Rồi, ngon quá luôn. Này là cá này văng lưới nè nha, rau muống này trồng nè nha, cái này trồng nè luôn nha. Cái này là làm ha, gần hồi sớm là sinh của hàng xóm nè. Đúng không? Dạ. Gần này hình như chú trồng luôn hay gì nè. À, trồng luôn. Trời ơi. Mời cô bác của anh chị dùng cơm và lại các anh em ha. Cô mừng thôi chứ bà mừng nữa hả? Mừng, mừng dữ lắm chứ. Ba má mừng giờ tiếp. Rồi thôi, rồi bây giờ mời cô cả nhà cùng dùng cơm với lại các anh em ha. Cũng đói bụng rồi. Bây giờ hơn 12 giờ trưa, có bữa cơm gì lắm, cúng lắm. Cảm ơn chủ nhà nha. Dạ. Ngồi nha.